Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến hai nạn nhân 17 tuổi và 18 tuổi tử vong, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Long Đồng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Mai Xuân Vinh, 40 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Bảo Lộc để điều tra về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, tài xế này dù không có bằng lái nhưng đã lái xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn và gây tai nạn. Chiều qua, ông Mai Xuân Dinh lái ô tô bị chỗ đi trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ trung tâm thành phố Bảo Lộc đi xã Lộc Châu. Khi đến khu vực thuộc phường 2 thành phố Bảo Lộc thì tông vào xe máy chạy chiều ngược lại, làm hai người trên xe máy tử vong. Công an xác định, tài xế Mai Xuân Dinh có nồng độ 0,9mg trên một lít khi thở, điều khiển ô tô khi không có giấy phép lấy xe, lấn trái đường xe quy định, gây ra vụ tai nạn. Theo công an thành phố Bảo Lộc, tháng 3 năm 2024, Mai Xuân Vinh từng bị xử phạt 46 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô.